Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh mua bán của Trúc Mô Tô. Trúc Mô Tô, số điện thoại 0768447735. Bên em là một kênh chuyên mua và bán những dòng xe mô tô phân khối lớn, phân khối nhỏ đã qua sử dụng. Đặc biệt là bên em bán những dòng xe có giấy tờ hải quan chính ngạch chính chủ, chiếc nào cũng phải được sang tên nha mấy anh nha. Bên em bán xe toàn là sang tên được, còn những xe không sang tên, không đổi chủ được thì bên cửa hàng em không có mua bán, không có giao dịch nha. Bên em có thu mua, có trao đổi xe, có bán luôn nha, chứ không phải đơn thuần là bán không ha mấy anh ha. Đó, có thu mua xe lại, có trao đổi xe với tất cả các anh có nhu cầu đổi xe qua lại luôn ha. Em bán xe thì có hỗ trợ vận chuyển ship xe toàn quốc từ Nam tới Bắc nha anh em nha. Anh em chỉ cần cọc tiền cho em sẽ ship xe cho tới nhà, tặng nhà tất cả các anh luôn. Giấy tờ thủ tục thì bên em bao từ A tới Z nha mấy anh nha, khỏi lo lăn tăn về vấn đề giấy tờ. Rồi, anh em mà theo dõi kênh lâu thì chắc biết hết rồi, mấy anh coi nhiều thì chắc biết hết rồi ha. Em chỉ nói sơ qua cho mấy anh mới vừa biết tới kênh của em ha. Anh em nào đang xem video chưa ấn đăng ký kênh, nhớ ấn đăng ký kênh theo dõi video giúp em ha. Anh em nào yêu quý thêm nữa thì cho em một lượt like, một chia sẻ nha anh em nha. Rồi, em cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, quay lại chủ đề chính ngày hôm nay. Em muốn giới thiệu với tất cả các anh một dòng xe của nhà Honda. Nhà Honda em này là Honda Rebel 250 nhập Mỹ, xuất Mỹ đó mấy anh. Con này thì quá nổi tiếng rồi. Dòng này thì trên kênh em bán rất là nhiều xe rồi, thì hầu như là giới thiệu cũng khá là nhiều đó, mấy anh xem rồi chắc biết ha. Nè, em chỉ quay sơ qua mấy anh mới biết kênh nè ha. Mấy anh nào mà mới đăng ký kênh thì xem qua con này thử có đáng để sưu tầm không ha. Honda Rebel thì đã ngưng sản xuất vào năm 2016 nha mấy anh nha. Đó, đời cuối của nó là 2016. Đó, bỏ mẫu rồi, không còn sản xuất trên thị trường Việt Nam mình nữa ha, liệt kể cả nước ngoài luôn ha mấy anh ha. Con này là dòng 250 đời 2016. Nó dòng này là dòng xuất Mỹ nha mấy anh nha, xe nhập Mỹ nguyên chiếc, đời cuối cùng luôn. Con này là trùm cuối 2016, màu đỏ đun, hay được gọi là màu đỏ bạc đô đó mấy anh. Đó, hay là màu mặn chính gì đều được ha. Cái màu này ra nắng rất là đẹp. Xe thì 2016 đời cuối cùng. Odo của nó là đây 1689 thì cho nó là tròn là 1007 đây, 1007 mai. Xe siêu mới luôn mấy anh ơi, cực kỳ xài lướt luôn. Xe này thì khỏi phải bàn rồi, 2016 ha, đắt cuối cùng 2016. Anh em nhìn cái vỏ trước đây, đai gió còn rất là đẹp. Xe mà nó gọi thuộc hàng siêu tầm mấy anh. Đây, anh cho em xem cái gai gió của chiếc xe nè, rất là tuyệt vời luôn. Cầm 7 màu, cầm niền 7 màu ha mấy anh ha. Thì 1007 mai thì mấy anh biết chất lượng xe rồi ha, rất là mới, rất là gan, mới từ đầu tới đuôi long lanh. Con này là siêu xài lướt luôn mấy anh. Đấy, nước sơn này mấy anh ơi, đấy, ra nắng rất là đẹp. Tem giọt nước nha, tem âm ở trong nước sơn chứ không phải là cái tem dán ha mấy anh ha. Đó, màu đỏ đun rất là đẹp luôn. Hai chìa khóa zin theo xe đầy đủ ha, 1600 mai, cực kỳ đẹp luôn. Máy móc thì thôi rồi, nổ thì thầm mùa xuân, đẹp lắm mấy anh ha. Đây, mọi chi tiết trên xe đây ha, em quay bằng cái điện thoại thôi ha mấy anh. Đây, con xe cực kỳ chắc luôn, tem gấp tem đồ là không có bị rách, không bị gì ha mấy anh ha. Này, ốc này, ốc tán bảy màu luôn ha, còn chấm sơn luôn đó. Lốc nè mấy anh, mới tinh thôi. Máy thì thầm đó, lòng máy đây ha, máy móc. Thì Rebel 250 thì nó sử dụng động cơ 233cc cho nó 250 đó mấy anh. Hai xi lanh làm mát bằng gió, hai xi lanh đôi ha mấy anh ha. Đó, hai bô, hai máy, hai bô, hai bô ri. Âm thanh thì khỏi phải bàn rồi, dòng Rebel 250 thì nó nổ rất là uy lực, rất là đã tai ha. Nó rải từng tiếng một, rất là thảm anh. Đây, anh xem cầm trước cầm sau nè, đùm trước đùm sau nè, ốc tán là bảy màu hết mấy anh ơi, len can luôn ha. Thì dạo này thì em có bạn tí Việt, em có chuẩn bị em dời về địa chỉ mới ha mấy anh. Em về ra cửa hàng bự hơn ha, ở mặt tiền ở đường Lý Văn Bích ha. Thì dạo này đầu năm thì rất là lu bu, không có thời gian để làm xe về rất là nhiều mấy anh, nhưng mà không có thời gian để làm clip. Hôm nay là buổi chiều hơi rảnh rảnh tí thì chạy các xe, sẵn tiện đang chạy cái xe này
đi rửa thì sẵn tiện ghé vào công viên ghi hình cho mà anh xem, chứ để mà anh quên em mắt lâu quá không làm clip ra sợ mà anh quên em mắt ha, tại vì ghi hình cho mà anh xem sơ qua ha, thì xem thử anh em nào có thiện chí nhanh lẹ máu lửa thì xem qua con này thì chốt em này, tại vì mới vừa về thôi mà anh, xe về rất là nhiều ha, nhưng mà em không có thời gian ha, hẹn mấy anh vào khoảng mùng 10 tháng sau ha, thì nay hôm mấy rồi đó, thì em sẽ chuẩn bị xong cái cửa hàng mới của em và em sẽ trưng xe và em sẽ giới thiệu mấy anh xem qua ha đó, và em ghi hình ở trong nhà đồ luôn. Lâu lâu thì chạy ra công viên quay cho nó có tí ánh sáng công viên, hóng gió tí thôi, chứ còn chắc năm nay thì chắc ghi hình ở trong nhà nhiều rồi, tại vì em mới dời về cái mặt bằng ở đường mặt tiền Lữ Văn Bích ha mấy anh ha. Thì bây giờ thì hiện tại thì mấy anh nào mà xem xe á, thì cứ qua địa chỉ cũ ha, 237 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, xem xe alo em dắt vào nhà xem xe, còn mai mốt thì em sẽ dời địa chỉ cửa hàng qua chỗ khác ha mấy anh ha, mấy anh nhớ xem và cập nhật thông tin ha. Có gì có mọi thắc mắc cái gì anh mấy anh cứ kết bạn Zalo em số 0768447735 ha mấy anh ha. Rồi năm nay sẽ hứa hẹn lên rất là nhiều video cho mấy anh quan tâm về các dòng xe cruiser cổ điển classic này ha. Đó, bên em là chuyên các dòng này nha mấy anh nha, chuyên dòng Rebel luôn. Rebel đối với em là nó có gì đó là một niềm đam mê rất là bất tận. Dòng này thì mấy anh chơi xe thì khỏi sợ bị lỗi thời nè, khỏi sợ bị mất giá nè. Rồi còn nói về vấn đề mà lợi xăng thì Honda sản xuất mô tô thì người ta đặt cái tiêu chí lợi xăng lúc nào cũng lên hàng đầu. Cái dòng này đi rất là tiết kiệm nhiên liệu, nhỏ gọn, không kén tướng và mẫu mã thì không có bị lỗi thời. Đó, anh em biết Rebel thì nó đã sản xuất rất là lâu đời rồi, từ năm tám mấy đã có Rebel rồi, tới kéo tới dài tới ngày hôm nay. Rebel mà không bao giờ mà bị hết hot hết anh em, hot theo năm tháng ha, tại vì dòng Rebel thì nó không có kén tuổi mà anh, thanh niên đi được nè, trung niên đi được nè, lớn tuổi cũng đi được, rất là được, rất là ok luôn, không có kén tuổi ha, cũng không kén tướng luôn. Mấy anh mà khoảng 1m56-55 là đi cũng được nè, mấy anh 1m75 đi cũng được, bắt đi vô tư, càng to là đi càng đẹp thôi, không bao giờ mà ví dụ như mà những chiếc mô tô khác là phải to con cao mới đi được, còn riêng cái dòng Rebel thì nó không có như vậy ha mấy anh ha, nó không kén tướng đâu. Rồi nói liên thiên nãy vừa giờ thì bây giờ mình qua vào vấn đề chính đi. Đó, con xe này thì không có gì để tả đâu mấy anh, đời 2016 thì mới chạy lướt có 1600 mai thì mấy anh chắc biết rồi ha, rồi độ mới nó như thế nào rồi. Xe này thì anh em mua thì em sẽ bấm biển số và rút hồ sơ sang tên cho mấy anh em nào ở Sài Gòn thì em vào bấm biển số mới luôn cho mấy anh ha. Đó, bao hết tất cả mọi pháp lý giấy tờ, rồi còn anh em ở tỉnh thì em bao rút hồ sơ gốc, chuyển xe chuyển giấy tờ về mấy anh cứ ra bấm biển số mới thôi. Đó, tại vì ở tỉnh thì em không có đi được ha mấy anh ha, dịch vụ thì ở trong Sài Gòn thì bao trọn gói luôn cũng được, nó bao ra biển số luôn ha anh em ha. Rồi còn riêng dòng xe thì xe này thì khỏi phải bàn rồi, chỉ bàn về giá chứ còn xe thì chắc khỏi phải bàn rồi ha anh em ha. Rồi con này 2016 đời cuối cùng luôn ha mấy anh ha, 1600 mai thôi, cực kỳ keng. Đó em bán 285 triệu ha mấy anh ha, 285 triệu, giá cực kỳ dễ thương. Đó, vỏ lớp thì anh em khỏi phải bàn rồi, nó mới tinh tương thôi. Xí em test máy ha, giấy tờ thì rõ ràng rồi, chính chủ sang tên hết, chiếc nào cũng phải vậy, không sang tên không chính chủ thì bên em không mua không nhập không bán ha. Đó, cái đó là điều bên em đương nhiên là như vậy rồi, chiếc nào cũng được sang tên đổi chủ hết. Xe thì cực đẹp rồi. Đó, thì nay rảnh tí thời gian làm clip con này, giới thiệu với mấy anh đam mê ha, để mấy anh cập nhật được tình hình, là ít hôm em sẽ dời về địa chỉ mới ha, địa chỉ bự hơn, rộng hơn cho mấy anh phục vụ mấy anh đam mê mô tô từ Nam tới Bắc ha. Anh em nào cứ thích xe gì thì cứ kết bạn Zalo cho em, em sẽ tư vấn nhiệt tình, và xe thì mấy anh khỏi phải bàn ha, ship tặng nhà, tặng nơi thôi. Còn ở Sài Gòn thì quá đơn giản, qua coi và giao dịch trực tiếp rồi, còn mấy anh ở xa nói mấy anh ở xa nha.
cứ xem video yêu thích con nào em báo giá và chốt cọc em sẽ ship tặng nhà, nhận xe thanh toán ha. Đây em sẽ tách máy thử ha. Rebel thì dòng đặc trưng của nó, hai máy thì nó nổ rất là im nè, âm thanh bô thì rất là hay, nó nổ từng tiếng một lắm á, rùm rất là đã tai ha. Em nghe ha. Người ta mua về người ta trưng bày là chủ yếu, người ta đâu có dám đi đâu mấy anh, ít đi. Cho nên con xe thì thường thì những con Rebel này á, nhưng mấy anh chủ mà anh mua về được á thì mấy toàn là anh sưu tầm, anh chơi trưng bày rồi ngắm xe cà phê cà pháo là chính, chứ ít có ai mà đi những con xe này mà nhiều lắm anh. Mấy anh mà đi nhiều thì nên mua những cái con dạng như đời thấp tí, đời chín mấy á, 95, 96 rồi đó mình đi thì nó khỏi sót xe ha. Còn những con này nhiều khi mấy anh mua về anh kêu đi, nhưng mà thực chất thấy con xe là cưng còn hơn cưng vợ ha nha mấy anh ha. Không dám chạy luôn, chăm sóc rất là kỹ. Anh em nhìn chiếc xe này rùi đậu té luôn ha mấy anh, với long lanh ánh lạnh, máy móc thì anh em biết rồi đó, nổ thì đếm từng tiếng một thôi. Phuộc này em gấp trên đồ là trên phuộc rồi, là còn nguyên si hết, còn nguyên siêu hết mấy anh ơi, rất là đẹp. Máy móc thì anh em nói nghe đó ha, nó êm như xe đạp điện thôi. 285 triệu thôi ha mấy anh ha. Dòng này thì dòng sưu tầm, giá nó rất là giá trị. Em về rất là nhiều xe, nhưng mà thôi chắc hẳn mấy anh khoảng tầm một tuần hơn nữa ha, em sẽ review chỗ mới và giới thiệu xe cho mấy anh xem qua. Nó có yêu thích con nào thì cứ rước em nó ha, xe về rất là nhiều. Rồi em xin phép dừng video tại đây ha, và hẹn mấy anh khoảng tầm một tuần hơn nữa em sẽ phục vụ mấy anh ra rất là nhiều clip cho mấy anh lựa chọn ha. Còn ngày hôm nay thì em thấy con này nó xuất sắc quá thì ráng tranh thủ review cho mấy anh xem qua đó, anh em nào mà chết thì rước luôn ha. Rồi em xin phép dừng video tại đây, cảm ơn tất cả các anh, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ ấn đăng ký kênh và bấm theo dõi kênh giúp em ha, để cập nhật những dòng xe mới về bên cửa hàng của Trúc Mô Tô. Rồi em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo ha. Rồi bye bye mọi người.